Hello cả nhà yêu có xin nha, đáp án chính video trước là 240 tiền sao, còn đáp án phụ là bộ ba siki siki, phola phola, gấp gấp. Ở video trước mình dọa là câu hỏi khó thế thôi, cho mọi người rén, chứ đáp án phụ trong video trước cũng được hiện ở chỗ đoạn công bố 3 tập 1 của 3 tựa game mini mà, cho nên cũng tính được vào câu hỏi dễ nhé. Còn chắc chắn 100% câu hỏi hôm nay là một câu hỏi khó nè, nhưng đấy là câu hỏi phụ nhân đôi may mắn thôi, còn câu hỏi chính là câu hỏi cần thiết vẫn là một câu hỏi dễ nhé, cho nên yên tâm. Bạn này thì bạn ấy đang chụp ảnh cùng với bụi hoa cẩm tú cầu bên cạnh cửa chính và ảnh lúc chụp đèn đã được chỉnh màu. Trên nhà phẳng à, bạn này đang dùng nhà bìa được tặng lúc vào game, giấy dán tường là giấc mơ hoa ái hương 4.500 tiền sao, còn sàn nhà là màu gỗ trắng. Tông đèn cũng đã được chuyển sang màu tím rồi, nếu nhìn qua thì bạn này đa số sử dụng tông màu hồng tím, cùng lắm là thêm một ít xanh dương nữa. Bếp thì bạn ý sử dụng cố định một tông màu trắng, từ bàn bếp, tủ lạnh đến bàn ăn. Thậm chí trên bàn bếp thì bạn ý có để dụng cụ làm bánh hoặc làm kem và hai cái đĩa trong chậu rửa bát nữa. Cũng rất là chi tiết, nhìn qua là mình thấy đánh giá cao về căn nhà này rồi. Ở đây bạn ý để làm nhà tắm, bồn tắm bạn ý cũng chọn tông tím, ngoài ra thì còn có chậu tắm thú cưng và con vịt cao su. Đến chậu rửa mặt cũng thế và bên cạnh có luôn một chỗ giường ngủ cho thú cưng luôn. Ở bên này thì bạn ý trang trí theo một khu đọc sách, vì độ cao hẳn hẹp cho nên là lúc xây, đoạn này có vẻ hơi thấp. Có cả khung vẽ tranh, màu vẽ cọ vẽ nữa luôn. Ở trên này là hết rồi, bạn ý làm phòng ngủ. Nếu nhìn qua thì tất cả các món đồ trong này đều thuộc gam màu tím hết. Ví dụ như là vách tường, sàn nhà, giường ngủ, bàn học, đệm ngồi, tất cả mọi thứ. Với diện tích khá hạn hẹp như là nhà bìa, mà bạn ý có thể chia đủ các căn phòng với các tính năng nhu cầu cơ bản, lại còn chọn được màu cùng gam màu và lại một số cái rất chi tiết và tỉ mỉ. Cho nên mình sẽ chấm bạn này là 8.5 trên 10 chắc cũng không tồi. Các món đồ như là tóc dài, băng đô, đầm và giày ở trong hộp bốc thăm tiệc xứ sở thần tiên, 25 kim cương một hộp. Cánh kỳ lân ở trong hộp bốc thăm kỳ lân cầu vòng 30 kim cương một hộp. Kính mắt vani ở trong mã quà tặng của ứng dụng vani. Tranh sọc cam ở trong cửa hàng trang phục với giá là 600 tiền sao. Biểu cảm ở trong cùng chỗ với bộ đầm, giày, tóc và cái nơ. Bạn này cũng chăm chỉ mở hộp cho nên hôm nay mình sẽ phá lệ, để bạn này là 8 trên 10 điểm vì thứ may mắn nhé. Ký tường, xin chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Câu hỏi chính ngày hôm nay là, bạn mình review trước đó có tổng cộng bao nhiêu món đồ từ đập hộp bốc thăm may mắn? Ok, hỏi tiếp câu hỏi phụ hôm nay nhé. Câu hỏi phụ hôm nay chắc chắn là khó, nhưng ai có trí nhớ tốt hoặc vào được game thì sẽ là một câu hỏi dễ nè. Đây là ai? Tôi lười chỉnh ảnh, cho nên dùng luôn con thú cưng để che tên nhé. Hỏi người, chứ không phải hỏi thú cưng nha. Gợi ý, một NPC ở trong cửa hàng làm tóc cha không? Rồi, đã có gợi ý rồi đấy, cho nên là không cần phải đoán giả đoán non nha. Và nhìn cái khung cảnh chắc mọi người cũng đã biết đây là đâu rồi. Bạn này đang ở nhà hiện đại 2 tầng 21.600 tiền sao, bạn này chụp ở bên ngoài nhà chụp xuống, vào nhà bạn ấy có một khu parker. Giấy dán tường là xám pha lê 36 kim cương, còn sàn nhà là gạch vuông xám tối, nếu nhìn qua ở khu vực đại sảnh thì bạn ý xây khá là thưa đồ. Ở góc kia chúng ta có thể thấy một chỗ con bọ hiếm, và được cho là hiếm, với đa dạng các dòng khác nhau như là bướm, bọ đu cây, bọ dưới mặt đất.
bể cá đầy đủ các dòng như là cá bé, cá to và mini. Phòng khách và bộ bàn ghế xem tivi. À, Doji trong Đi Tìm Nemo này, Nemo đâu? Một căn phòng nhỏ bên phải bạn ấy dùng làm nhà tắm, với trang màu chủ đạo là vàng nâu. Cũng có đầy đủ từ bồn vệ sinh nam và nữ, chậu rửa tay, bồn tắm, giá treo khăn. Phòng ngủ bất ổn với bàn học và màn hình ở giữa nhà, hơi bất ổn một tí. Ở trong này bạn ý trang trí khá là nhiều các món đồ khác nhau, nhưng chưa có sự liên kết với nhau cho lắm. Ở trên tầng hai bên phải là các món đồ sự kiện, bệ cá, hoặc là các khối trong quà tặng tin nhắn và một khu chăm sóc thú cưng. Căn phòng bếp này đáng giá cao hơn một tí, vì dãy bếp bạn ý đã có sự thống nhất về màu của dãy bếp, chọn màu xám đen và xanh dương là hai tông chủ yếu. Góc lác ở trong này bạn ý làm phòng ngủ với hai giường đơn và các vật phẩm trang trí khác nữa. Tầng hai bên trái thì các vật phẩm nó cũng không được thống nhất với nhau cho lắm, như là sự kiện hoa anh đào, máy phi tiêu, sinh nhật gấu bơ rơn, máy tập thể dục và nhiều món đồ khác nữa. Ở ngoài này nếu phóng to ra thì mình có thể thấy là bể bơi nhân tạo, các loại bể cá, giường ngủ trên cao ở nóc bể cá cao, súng đại bác tự chế và Parker. Parker bạn này xây khá là cao và đặc biệt có một số được rẽ ngang ra. Ok, leo thử. Đã đến đoạn ngã ba, theo như thông lệ thì tôi sẽ leo nốt cái đoạn nào cao nhất nhé, và leo được đến đâu thì đến thôi nha. Ở đoạn dưới kia mình có thấy cái ghế, chắc bạn ý chụp ảnh bìa từ góc đấy chụp xuống. Rớt rồi, chấm điểm luôn nhé. Bạn này cũng có đầy đủ các tính năng nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, các vật phẩm trang trí thì cũng chưa được thống nhất cho lắm. Và có một khu Parker mình đánh giá là khá cao nhưng mà chưa có độ khó nhiều, cho nên mình sẽ chấm là 7.5 trên 10 nhé. Tóc nhà giàu ở trong cửa hàng trang phục với giá là 42 kim cương và thêm 5 kim cương để nhuộm từ màu vàng kim sang màu nâu da. Áo choàng tử thần ở trong sự kiện Halloween đang được tổ chức hiện tại. Dây lời khóa đen ở trong cửa hàng trang phục với giá 14 kim cương. Má đỏ ngại ngùng ở trong cửa hàng trang phục với giá 300 tiền sao. Biểu cảm khó chịu ở trong cửa hàng trang phục 96 kim cương. Bạn này đi tông đen là chủ yếu, nhưng mà được mặc các bộ đồ được thiết kế sẵn, cho nên mình sẽ để là 7.5 trên 10 nhé. Ký tường, Shin-chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Đây là 3 tập 1 của 3 tựa game khác nhau ngày mùng 10 tháng 11. Nếu hai bạn này có xem video của mình thì chỉ cần nhắn tin là em được tập 1 trò gì vào ngày mùng 10 tháng 11 nhé. Không nhận tin nhắn sau ngày 14 tháng 11. Sau khi kiểm tra đúng thông tin thì tôi sẽ trao quà tận tay như thế này này. Quay lại góc đọc và trả lời bình luận nhé. Bình luận đầu tiên thì sẽ trả lời bình luận đầu tiên nè. Anh Lô, 113 đúng không ạ? Cho em một xe thương điên đến đây gấp, có đứa bị tạch video review nhiều quá đến thần kinh rồi ạ. Nó cứ ở đây cười nãy giờ một tiếng rồi đấy ạ. Đùa, bạn là người đòi quà tôi, xong đến lúc tôi phân bố cách trao đổi quà thì bạn lại làm thế làm vậy. Thế thì chơi một mình đi nhé, ai rảnh đâu mà chơi. Lồng nhầm hiệu ứng âm thanh và Akan rồi, xin lỗi. Đăng ký review nhà mà lại đi nhắc bài kìa, chơi thế thì ai chơi lại. Bình luận cuối cùng, chúc chị một ngày tràn đầy sức khỏe và niềm vui. Ok, chị cảm ơn nhé, chị gửi lại lời chúc này đến tất cả các anh em xem video này nha. Vậy nha, video dài rồi, bye bye cả nhà, chúc cả nhà may mắn, bye bye.